Ăn chay và quan niệm của danh nhân thế giới. 1. Peter Burgos. Một hôm nọ, nhà vô địch quần vợt Peter Bourguet đến viếng một lò sắt xanh. Khi ra về ông đã bất nhẫn mà viết những cảm nghĩ của mình trong một quyển sách nhan đề là A Vegetarian Primer, sách dạy ăn chay. Có đoạn ông viết: Tôi không nỡ bóp nát một cánh hoa mong manh tôi đã chơi hockey với hết sức bình xanh của mình. Tôi cũng đã từng vùng vẫy và dọc ngang trên các sân quần vợt trong những trận thư hùng. Tôi không phải là loại người yếu đuối. Nhưng trước cảnh tượng mà tôi đã chứng kiến tại lò sắt xanh, tôi thấy mình kinh khiếp và lòng mình mềm yếu vì thương hại. Khi tôi rời khỏi lò sắt xanh, sự tội nghiệp đã dày vò lương tâm tôi. Tôi thầm nhủ sẽ không bao giờ có đủ can đảm đi sát hại một con vật dù lớn dù nhỏ. Tôi hiểu rằng có những nhân vật lỗi lạc trên thế giới họp nhau để bàn cãi về các vấn đề vật lý, kinh tế và môi sinh. Cũng có một số người có quan điểm tán đồng với chủ thuyết ăn chay. Song điều làm cho tôi chọn lấy con đường chay lạt không phải chạy theo chủ thuyết này hay chủ thuyết nọ mà chính vì những cảnh dã man mà con người đã đối xử một cách tồi tệ với các loài vật không phương tự vệ mà tôi đã tận mắt chứng kiến. Trong thời kỳ cổ Hy Lạp và cổ La Mã, lòng từ bi và những quan niệm về sự đối xử đạo đức luôn luôn là những nguyên động lực chủ yếu khiến một số danh nhân phép mình trong việc thọ trì trai giới. 2. Pythagore Ông Pythagore, nhà toán học lừng danh trên thế giới đã từng khuyên nhủ. Này bạn, xin đừng làm nhơ nhớp thân thể của mình bằng những thức ăn tội lỗi. Chúng ta đã có bắp, bôm, lê, rau trái thừa thải, sữa và mật ong ngọt lịm. Quả đất này đã cung ứng cho chúng ta những thức ăn vô tội một cách dồi dào, đã khoản đãi chúng ta bằng những bữa tiệc không can dự vào máu. Chỉ có loài thú này mới ăn thịt loài thú khác vì bản năng tự nhiên và vì đói. Nhưng không phải tất cả loài thú nào cũng vậy. Bởi vì trong số đó cũng có các loài như bò, ngựa và cừu đều ăn cỏ. Sự học gia Diogenes kể rằng, ông Pythagore dùng điểm tâm buổi sáng bằng bánh mì và mật ong và dùng bữa ăn chiều với nhiều loại rau quả. Ngài cũng đã thể hiện lòng từ bi bác ái qua những hành động thực tiễn bằng cách nhiều lần trả tiền cho một số ngư phủ để phóng sanh những con cá mà họ đã bắt được trở về lòng biển cả. Ông Plutarch, triết gia người Hy Lạp nhận xét về ông Pythagore như sau. Theo tôi sự tử tâm là lý do chính khiến ông Pythagore kiêng thịt. Ông không nỡ nhìn cảnh dãy rộ và kêu giống thất thanh của những con vật khi bị người ta phanh thay xẻ thịt. Người ta giết những con vật đó không phải vì lý do chúng là thú dữ có khả năng nhiễu hại loài người, mà chính vì mục đích để thỏa mãn khẩu vị của họ mà thôi. Người ta bước từ những con vật ngây thơ không móng vuốt để tự vệ mà đáng lý ra theo luật tạo hóa, chúng cũng có quyền sinh tồn, bình đẳng và hiện diện để làm đẹp quả địa cầu này như tất cả mọi loài. Ông còn nhấn mạnh, nếu bảo rằng bản tính tự nhiên của loài người là ăn thịt các loài thú, thì thử hỏi chỉ với hai bàn tay trắng do tạo hóa sinh ra mà không cần đến sự trợ lực của dao, mắc, hèo, gậy, con người đã làm được gì các loài thú đó? 3. Leonard da Vinci Ông Leonard da Vinci, 1452 đến 1519, nhà danh họa và điêu khắc gia người Ý, đồng thời cũng là một thi sĩ nổi tiếng trên thế giới quan niệm ăn chay là đạo đức của con người. Sự ăn chay sẽ tránh được những tội ác về sát sinh. Ông còn nhấn mạnh rằng những ai không biết quý trọng sự sống của những sinh vật khác là những kẻ không đáng sống. Cơ thể của những người ăn mặn không khác gì những bãi tham ma để chôn vùi xác chết các thú vật mà họ đã ăn vào. Trong các quyền vở nhật ký, Ông thường viết đầy những câu danh ngôn về lòng từ bi ý bác ái và luôn luôn có những hành động quý thương các loài sinh vật khác. 4. Jean Jacques Rousseau. Jean Jacques Rousseau, 1712 đến 1778, triết gia và là một văn hào người Pháp đã có những tác phẩm giá trị về mặt tư tưởng đã ảnh hưởng sâu xa đến nền văn học và cuộc cách mạng lịch sử tại quốc gia này. Ông là người chủ trương bênh vực sự hiện hữu của thiên nhiên và cổ suý sự ăn chay. Ông nhận xét rằng phần đông những loài thú ăn thịt có bản tính hung tợn hơn những loài thú ăn cỏ. Và dĩ nhiên những người ăn chay trường sẽ hiền từ hơn những người ăn mặn. Ông còn đề nghị những người hành nghề đồ tể không được mời vào làm bồi thẩm đoàn tại các tòa án. 5. Adam Smith Kinh tế gia Adam Smith 1723 đến 1790 trong quyển The Well of Nations xuất bản vào năm 1776 đã khuyến khích loài người ăn chay và đã thuyết minh về sự lợi ích của việc thọ trì chay giới. Ông bảo rằng việc ăn mặn xét ra không cần thiết cho nhu cầu dinh dưỡng của con người. Chúng ta đã có ngũ cốc, rau quả, phó mát, dưa và dầu thực vật. Đó là những thức ăn cung cấp cho chúng ta những chất dinh dưỡng dồi dào. Thì đối với chúng ta sẽ không nguyên lý gì nếu chúng ta ăn chay đầy đủ và đúng cách. 6. Benjamin Franklin. Cùng một quan niệm trên, ông Benjamin Franklin, 1706 đến 1790, một khoa học gia và là một chính trị gia nổi tiếng của Hoa Kỳ người đã bắt đầu ăn chay từ năm 16 tuổi đã bảo rằng nhờ ăn chay mà cơ thể của ông được trong sạch, tinh thần của ông được minh mẫn, trí óc của ông được tiến bộ và sự hiểu biết của ông được nhanh chóng hơn. Trong một bài tự thuật, ông có bình phẩm những người ăn mặn là những kẻ cố sát. 7 Percy Bysshe Shelley Thi sĩ Percy Bysshe Shelley 1792 đến 1822, cũng là người ăn chay trường. Ông chủ trương chống bán việc sát hại súc vật để cung cấp thịt cho dân chúng tiêu thụ. Ông đã có lòng vị tha và bắt đầu ăn chay trường từ hồi còn là một sinh viên tại trường đại học Oxford. Sau này ông thành hôn với bà Harriet. Cả hai vợ chồng đều chấp nhận một cuộc sống chay lạt thanh khiết. Trong một bức thư đề ngày 14 tháng 3 năm 1812, bà Harriet đã tâm sự với một người bạn, vợ chồng chúng tôi đã kiêng thịt và ăn chay trường như ông Pythagor vậy. Một số thi phẩm của ông Shelley thường mang tính chất vị tha bác ái, khuyên nhủ mọi người tránh việc sát sanh, nên ăn chay và sống một cuộc đời thanh cao tốt đẹp. 8. Leon Tolstoy. Văn hào nước Nga Leon Tolstoy 1828 đến 1910, đã thọ trường chay từ năm 1885. Ông chống đối thú săn bắn của một số giai cấp quý tộc và trưởng giả. Ông cũng chủ trương không sắt xanh, chủ trương chủ thuyết hòa bình và ăn chay, tôn trọng sự sống của các loài sinh vật khác kể cả con ong và loài kiến. Ông tiên đoán những bạo động xảy ra triền miên trên thế giới chỉ vì loài người không biết tự chế tham vọng của mình. Sự kiện càng ngày càng tệ hại hơn và có thể xảy ra những cuộc chiến tranh khốc liệt làm xáo trộn cuộc sống an bình của nhân loại. Trong bài tham luận The First Step, bước đầu tiên, Leon Tolstoy bảo rằng những người ăn thịt là những kẻ phản đạo đức và phạm tội sát sinh. Ông nói thêm, sự sát sinh đã làm cho những người vốn có một tâm hồn cao thượng, có lòng vị tha đối với mọi người như đối với chính bản thân mình, trở thành những kẻ hung bạo. 9. Richard Wagner. Nhà soạn nhạc Richard Wagner tin tưởng mạnh mẽ rằng sự sống của mọi loài đều có tính cách bất khả xâm phạm. Ông bảo, ăn chay là một sự dinh dưỡng thuần hợp với bản chất thiên nhiên cứu vớt con người xa lánh những tâm địa và hành động tội lỗi. Đồng thời ông cũng mong ước sau này sẽ được hóa sinh về nơi an lạc đời đời. 10. Henry David Thoreau Ông Henry David Thoreau, 1817-1862, văn hào Hoa Kỳ có khuynh hướng chống áp bức nô lệ, chủ trương một cuộc sống thanh bình và thuận lý thiên nhiên. Ông là người ăn chay định kỳ từ thở nhỏ, đã bảo rằng chúng ta không có trách cứ những người ăn mặn. Thực ra vì sự sinh tồn, loài người có thể sát sinh trên một bình diện nào đó. Nhưng đây là một biện pháp bất khả kháng và rất đáng thương tâm. Những người ăn mặn cần phải được hướng dẫn để cải thiện dần đường lối mưu sinh của mình, để họ tự ý thức và tự chọn lựa cho mình những thức ăn chay thanh đạm và cao khiết hơn. Theo sự suy nghiệm của bản thân tôi thì những sự kiện đó can dự một cách quan trọng vào vấn đề vận số của con người. Tôi tin rằng điều kiện ăn uống có thể cải thiện được. Xuyên qua tiến trình lịch sử của nhân loại, chúng ta há chẳng thấy những bộ lạc ăn thịt người từ thở xa xưa. Ngày nay họ không còn ăn thịt lẫn nhau vì đời sống càng ngày càng văn minh hơn và con người trong những bộ lạc đó đã có ý thức hơn. 11. Mohandas Gandhi trong lịch sử Ấn Độ vào thập niên 1940 và 50, nhà cách mạng bất bạo động Mohandas Gandhi đã giành lại chủ quyền cho đất nước từ trong tay thực dân Anh quốc. Ông đã từng vào tù ra khám và được nhân dân nước Ấn tôn thờ là bậc thánh nhân, cũng là người đã ăn chay từ thở nhỏ. Thân sinh của ngài vốn theo đạo Hindu nên gia đình của ngài là một gia đình đạo đức và tất cả đều ăn chay theo giáo lý tốt lành của tôn giáo đó. Song dưới sự cai trị của Anh Quốc, những tư tưởng tân tiến Tây Phương đã ảnh hưởng mạnh mẽ và dần dần đánh bạt một số phong tục cổ truyền của nước Ấn. Một số thanh niên thời bấy giờ đã chê bai việc ăn chay trường và thờ đạo bản xứ là hủ lậu nên họ học đòi theo lối sống Tây Phương trong đó có việc ăn thịt được họ ham hở chấp nhận hơn cả. Số người này còn khuyến dụ ông Gandhi theo trào lưu mới như bọn họ, nhưng đã bị ông từ chối do đó ông đã trở thành nạn nhân của sự chê bai dèm xiễm. Họ bảo rằng ăn thịt sẽ tăng cường sức khỏe, nghị lực và lòng can đảm. Nhưng ông Gandhi vẫn khăng khăng giữ vững lập trường của mình không hề sao xuyến. Không những thế ông còn viết tất cả năm quyển sách chuyên về đề tài ăn chay và khuyên mọi người trì giới. Ông bảo, đã đến lúc chúng ta cần phải sửa sai một số tư tưởng lầm lẫn cho rằng ăn chay sẽ làm cho tinh thần chúng ta bị bạc nhược, thụ động và nhụt chí phấn đấu. Dù trong tình huống nào, tôi vẫn không xem việc ăn thịt là cần thiết. Hàng ngày ông Gandhi thường dùng giá lúa mạch, bột hạnh nhân, rau xanh, chanh và mật ong trong những bữa ăn thanh đạm. Chính ngài Bảo đã tìm thấy những nguyên lý và giá trị đạo đức của sự ăn chay qua các tác phẩm của nhà văn Tolstoy. Trong quyền Moral Basis of Vegetarianism Căn bản đạo đức của chủ thuyết ăn chay, ngài viết, tôi khẳng định rằng thịt không phải là thức ăn thích hợp với con người. Chúng ta không nên sai lầm chạy theo lối sống của các loài cầm thú, nếu chúng ta tự coi mình cao thượng hơn các loài cầm thú đó. Ngài cũng bảo chính lòng từ bi là nguyên động lực khiến người ta ăn chay và tránh sát sinh hơn là vì lý do sức khỏe ngài bảo sự tiến bộ về tâm linh đến một mức nào đó con người sẽ tự ý thức và thương hại mà không giết chóc những sinh vật bạn bè của chúng ta để thỏa mãn nhu cầu của khẩu vị. 12. Bernard Shaw Kịch tác gia nổi tiếng Bernard Shaw 1856-1950 đã được giải thưởng về văn học nghệ thuật Nobel năm 1925. Ông cũng ăn chay trường từ năm 25 tuổi. Ông bảo chính những thi phẩm của Shelley đã làm cho ông thức tính và thấy được sự đạo đức trong vấn đề chay lạt. Ông bảo có lần ông bị bệnh, bác sĩ khuyến cáo ông hãy bỏ cái tật xấu ăn chay đó đi, nếu không ông sẽ toi mạng vì kiệt sức, nhưng ông vẫn bất chấp. Ông cũng mặc kệ trước những mỉa mai của bàng dân thiên hạ, vô công rồi nghề. Ông bảo chúng ta không nên quan tâm về sự dèm pha của số người chuyên ăn các thây ma của thú vật ấy. Ông thường chức tác những kịch bản và những văn phẩm liên hệ tới hành vi đạo đức của con người, tới sự sát sanh và những bạo động trên thế giới. 13. Albert Einstein Albert Einstein, 1879-1955, nhà bác học nổi danh của thế kỷ thứ 20 người đã phát minh ra thuyết tương đối và được tặng giải Nobel về vật lý học năm 1921 cũng là một người ăn chay trường. Tuy ông tránh thức không theo tín ngưỡng nào nhưng là một người rất sùng đạo. Ông tin có thượng đế và vũ trụ này được điều khiển bởi một cơ trời huyền diệu. Nếu không thì mọi sự vận hành trong vũ trụ sẽ loạn lên và không theo một quy luật nhất định. Ông là một người yêu chuộng hòa bình, tôn trọng sự sống của muôn loài và đã từng phát biểu không gì ích lợi cho sức khỏe của con người để có cơ hội sống lâu trên quả địa cầu này bằng cách ăn chay. 14. Isaac Bashevis Văn Hào Isaac Bashevis Singer sinh năm 1904, từng đoạt giải thưởng văn học nghệ thuật Nobel năm 1978 đã thọ chay trường từ năm 1962. Lúc đó ông vừa đúng 58 tuổi. Ông bảo ông rất lấy làm hối tiếc vì đã kéo dài thời gian ăn mặn quá lâu, nhưng thà muộn còn hơn chẳng bao giờ ăn chay cả. Ông nghĩ rằng thuyết ăn chay để tránh sát sanh cũng cùng hòa hợp với sự uyên chuyển huyền vi của do thái giáo. Ông bảo, chúng ta đều là con cái của thượng đế, trong khi chúng ta cầu xin thượng đế tha tội cho chúng ta, thì ngược lại chúng ta cứ tiếp tục phạm tội sát hại sinh mạng của những động vật khác đề cập tới tình trạng sức khỏe có thể bị ảnh hưởng bởi sự ăn chay. Ông bảo rằng đó là hoàn toàn dựa trên ý thức của loài người. Ông cương quyết bảo, ngay cả việc ăn mặn có tốt cho cơ thể như thế nào chăng nữa, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận. Rất nhiều triết gia và các nhà truyền giáo trên thế giới đã giao giảng với tín đồ của họ rằng loài thú chẳng qua chỉ là những cái máy không tâm hồn và không cảm giác. Những lời giao giảng như vậy là một sự nói láo, là sáng kiến và chủ trương của bọn ma vương và tà đạo mà thôi. 15. Thomas Edison, 1847-1931. Là một nhà phát minh và thương nhân đã phát triển rất nhiều thiết bị có ảnh hưởng lớn tới cuộc sống trong thế kỷ 20, như máy hát, đèn điện. Ông quan niệm rằng phi bạo lực là gốc rễ của đạo lý là mục đích của sự phát triển. Con người vẫn man dợ cho đến khi dừng việc làm hại các sinh linh khác. Với ông, ăn chay có ảnh hưởng sâu sắc đến tâm trí, hành vi, sức khỏe và thể lực của chúng ta. Nếu chúng ta không dừng ngay việc sát sanh thì chúng ta vẫn được xem là những kẻ man dợ. Trong một trận ốm, ông đã ngừng ăn thịt và thực hiện một chế độ ăn chay tuyệt đối. Ông rất hài lòng với sự thay đổi này và đã lấy lại được sức khỏe. Sau đó ông tiếp tục từ bỏ ăn thịt với mọi hình thức chế biến. 16. Paul McCartney, sinh năm 1942 Là một thành viên của ban nhạc nổi tiếng thế giới The Beatles, Paul McCartney còn là tác giả của cuốn sách The Meat Free Monday Cookbook. Sách dạy nấu ăn ngày thứ hai không dùng thịt kêu gọi mọi người không dùng thịt một ngày trong tuần. Bản thân Paul cũng ăn chay từ lâu và từng có một phát ngôn rất đáng nhớ, nếu các vách tường của lò mổ được dựng bằng kính trong suốt thì nhân loại đều sẽ ăn chay. Theo ông, việc ăn chay sẽ mang đến một tương lai tốt đẹp cho tất cả mọi người trên khắp trái đất. 17. Isaac Newton, 1643-1727 là một nhà vật lý, nhà thiên văn học, nhà triết học, nhà toán học, nhà thần học và nhà giả kim người Anh, được nhiều người xem là một trong những nhà khoa học vĩ đại và có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử với vai trò là nhân vật chính trong cuộc cách mạng khoa học. Trong cuốn sách về ăn chay, Vegetable Diet, Be Medical Man and Be Experience in Own Egypt năm 1869, tiến sĩ William A. Ancott nói rằng Newton chủ yếu ăn bánh mì, uống một chút rượu trắng và nước. 18. Bill Clinton, sinh năm 1946 là nhà lãnh đạo nổi tiếng trong vai trò vị Tổng thống thứ 42 của Mỹ mà còn là nhân vật nằm trong top những danh nhân nổi tiếng ăn chay. Trước khi vào Nhà Trắng, Bill Clinton thích ăn hamburger, bít tết, bánh ngô nhân gà, thịt nướng. Giờ đây, ông coi mình là người ăn chay. Ông đã giảm được gần chục cân và cho biết ông khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Vị cựu tổng thống nói giờ ông không ăn thịt, không dùng các sản phẩm sữa, không ăn trứng và gần như không ăn dầu. Ông chia sẻ, tôi thích rau, hoa quả, các loại hạt. Giờ tôi chỉ ăn những thực phẩm này. Các kết quả xét nghiệm máu của tôi đều tốt, tôi thấy khỏe. Và tùy bạn có tin hay không, tôi thấy mình có nhiều năng lượng hơn trước đây. 19. Steve Jobs, 1955-2011 Là ông trùm kinh doanh và sáng chế người Mỹ, một trong những người sáng lập Apple cũng là một người ăn chay và ủng hộ lối sống khỏe, thân thiện môi trường và bảo vệ động vật cho hay ăn chay giúp cơ thể bạn loại bỏ chất nhầy thanh lọc cơ thể phải giúp điều trị ung thư dẫu sở hữu khối tài sản rất lớn nhưng ông luôn sống đơn giản thiểu dục tri túc và ăn chay steve jobs từng bộc bạch tâm vắng lặng là chìa khóa của mọi sáng tạo những quan điểm Nhận xét của những doanh nhân thế giới ăn chay trường nêu trên đã minh chứng cho việc ăn chay hoàn toàn ảnh hưởng tốt đến sức khỏe con người mà còn tạo ra những tác động tích cực lên tinh thần. Thái độ, lối sống và hơn hết là tình yêu đối với động vật nói riêng và thế giới nói chung. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị và các bạn đã chú ý lắng nghe, luôn ủng hộ, sẻ chia, để lại bình luận và đăng ký kênh để luôn nhận được những video mới nhất kính chúc cả nhà luôn dồi dào sức khỏe hạnh phúc và bình an xin hết